Chào các bạn, mình là Thanh Nga, chuyên gia tham vấn tâm lý. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn theo dõi những cái video của bên mình thì nhớ nhấn cái nút đăng ký ở bên dưới nha. Hàng tuần thì bên mình sẽ tải lên những cái video để chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức rất bổ ích về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Và video ngày hôm nay là video mà làm theo yêu cầu của các bạn. Đó là về cái chủ đề, thật ra mình không muốn làm cái chủ đề này đâu, nhưng mà rất là nhiều bạn quan tâm nên mình cũng sẽ làm cái chủ đề này. Đó là những cái biểu hiện của đàn ông khi mà anh ấy đi ngoại tình thì anh ấy sẽ có những cái biểu hiện như thế nào. Và đầu tiên thì đây không phải là tất cả nha các bạn, đây không phải là những cái biểu hiện chung, cũng không phải là biểu hiện của tất cả những người đàn ông đi ngoại tình. Có những người thì đi ngoại tình nhưng người ta không có những cái biểu hiện này, người ta vẫn là người ta như ngày bình thường. Và thậm chí là phụ nữ rất là khó để phát hiện ra, cho đến ngày cái chuyện đó bị bại lộ thì cô ấy mới nhận ra mà thôi, bởi vì anh ấy không có bất kỳ một cái dấu hiệu nào cả. Nhưng mà đa số những cái trường hợp mà mình tư vấn á thì đều có một số cái dấu hiệu điển hình như sau. Dấu hiệu đầu tiên là anh ấy hay cài password, hay cài mật khẩu cho điện thoại. Thì hầu như ai cũng cài mật khẩu cho điện thoại hết. Nhưng mà đột nhiên một số khách hàng của mình thấy là chồng mình tự nhiên cài mật khẩu cho Zalo, cài mật khẩu tin nhắn cho Zalo, cài mật khẩu tin nhắn cho Facebook, hoặc là một cái số cái ứng dụng nhắn tin khác, thì rất là tò mò và tìm cách để có được cái mật khẩu đó và vào điện thoại của anh ấy. Và phát hiện ra gì, anh ấy nhắn tin với một hoặc là nhiều người phụ nữ khác. Đó là một số khách hàng của mình đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình bằng cái con đường đó, bằng cái dấu hiệu như thế. Dấu hiệu tiếp theo là anh ấy liên tục tìm cớ đi ra ngoài và ít ăn cơm ở nhà. Thì đương nhiên rồi, khi mà quen một cái người phụ nữ khác, khi mà có người phụ nữ khác thì sẽ dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn. Phải chở cô ấy đi chơi, chở cô ấy đi ăn, rồi dành thời gian đến nhà cô ấy, bên cạnh cô ấy. Thì cái quỹ thời gian đó, thay vì cái quỹ thời gian nó dành cho gia đình, thì bây giờ anh phải dành cho cái người thứ ba. Và đó chính là cái lý do mà anh ấy liên tục tìm cớ là mình phải bận đi công tác, mình bận tiếp đối tác, mình bận đi gặp bạn bè và mình phải đi ra ngoài. Nhưng mà những cái việc đó, nếu các bạn thấy nó hơi bất thường, nghĩa là không phải lúc nào người ta cũng gặp đối tác, không phải lúc nào người ta cũng gặp bạn bè, mà cứ tuần này qua tuần khác, cứ tuần nào cũng gặp đối tác, cũng gặp bạn bè, thì trong một cái khung thời gian nào đó nhất định, mà trước đây thì không có, thì có khả năng cao là anh ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Dấu hiệu tiếp theo là thay đổi ngoại hình. Thì khi mà người ta bắt đầu yêu một người khác, hay đơn giản không phải là họ đang trong mối quan hệ với nhau, mà chỉ là người đàn ông này đang muốn chinh phục một cái cô gái nào đó thôi, thì lúc này cơ thể của anh ta sẽ có rất là nhiều thay đổi. Những cái hóc môn như là testosterone hay là oxytocin nó sẽ tăng lên, hóc môn hạnh phúc nó sẽ tăng lên và làm cho người ta muốn mình đẹp hơn, muốn mình trẻ hơn. Và đó chính là lý do, những cái động lực để thúc đẩy cho con người ta chăm sóc ngoại hình của mình nhiều hơn. Bằng cách là gì? Bằng cách mua quần áo mới, bằng cách tập thể dục nhiều hơn, bằng cách là để ý đến cái chế độ ăn hàng ngày nhiều hơn. Nói chung là tự nhiên cái cảm thấy là sống khoa học hơn hẳn, tự nhiên cảm thấy là người đó đẹp hơn hẳn. Có những cái biểu hiện rất là khác so với trước đây. Dấu hiệu tiếp theo là anh ta hay quên. Anh ta hay quên những cái chuyện mà nó nhỏ nhặt á. Bởi vì lúc này thì cái tâm trí của người đàn ông phải suy nghĩ rất là nhiều. Suy nghĩ làm sao lo cho vợ mình, những cái việc mà vợ mình giao, làm sao mà lo cho con mình, rồi làm sao để chu toàn cho cái người phụ nữ thứ ba ở bên ngoài. Có người thì có một người thứ ba thôi, có người đến hai ba người, đến hai ba cô bồ. Thì lúc này là phải chia thời gian, chia năng lượng cho nhiều người như vậy, làm quá nhiều cái công việc, lo lắng quá nhiều thứ cùng một lúc. Cho nên là cái tiềm thức của anh ta nó bắt đầu bị xáo trộn lên. Khi tiềm thức bị xáo trộn thì dấu hiệu mà dễ nhận biết nhất, dấu hiệu dễ nhận biết nhất của một người đàn ông ngoại tình là anh ta hay quên lắm ạ.
anh ta hay quên những cái việc nhỏ, những cái tiềm thức này nó xáo trộn với nhau và anh ta hay quên. Anh ta hay nhầm lẫn giữa tiềm thức dành cho vợ mình rồi tiềm thức dành cho người phụ nữ ở bên ngoài. Lúc này thì nó hay lộn qua lộn lại, có người thì còn nhắn tin nhầm nha các bạn. Có người còn nhắn tin nhầm, nhắn tin cho vợ mình mà tưởng tượng là mình đang nhắn tin cho cái người thứ ba bên ngoài. Và khi mà đọc được cái tin nhắn nhầm này thì cô vợ lại vô tình phát hiện ra là anh chồng đang ngoại tình. Rất nhiều trường hợp đã xảy ra do là cái ký ức, cái tiềm thức nó bị lẫn lộn với nhau. Dấu hiệu tiếp theo là đột nhiên là người này cần rất nhiều không gian riêng tư. Ngày xưa thì hai vợ chồng tối nào cũng về nói chuyện với nhau, cùng nhau xem tivi rồi dạy con học. Sau đó thì hai người cùng nhau đi ngủ. Nhưng mà bây giờ đột nhiên thì anh ấy cần rất là nhiều cái không gian riêng. Anh ấy có là bận việc gì đó hay là anh ấy cần phải làm cái gì đó mà cứ trốn một mình ở một cái góc nào đó suốt. Và đương nhiên là cứ cầm kè kè theo cái điện thoại suốt luôn. Điện thoại trở thành vật bất ly thân của những người đàn ông đang ngoại tình. Mình nghe rất là nhiều câu chuyện kể của phụ nữ, họ kể về chồng của họ và những cái dấu hiệu khi mà họ phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Thì hầu như có một cái điểm chung, đó là cần cái không gian riêng, không gian yên tĩnh riêng, không phải để làm việc mà cứ ngồi bấm điện thoại như vậy đó. Và lâu dần cái hành vi này, cái biểu hiện này làm cho người vợ nghi ngờ, làm cho người vợ muốn khám phá ra cái điện thoại đó, muốn khám phá ra cái góc riêng đó mà anh ta đang sử dụng nó là cái gì. Khi mà người ta tìm muốn, người ta sẽ tìm rất nhiều cách. Và khi mà đã tìm cách rồi thì một ngày không có cách, 2 ngày không có cách, 1 tháng, 1 năm, 2 năm thì nó cũng sẽ có cách. Và chuyện ngoại tình nó cũng sẽ lộ ra, nhất là trong cái thời đại số ngày nay thì nó lại càng dễ lộ ra hơn nữa. Và cái tiếp theo là anh ta thay đổi thói quen ở trong phòng ngủ, tức là thay đổi thói quen về chuyện giường chiếu. Anh ta trở nên mạnh bạo hơn, trở nên chủ động hơn chẳng hạn. Thì đó cũng là một cái biểu hiện cho thấy cái người này đang có cái mối quan hệ ngoài luồng ở bên ngoài. Bởi vì khi mà có cái mối quan hệ mà nó mới, những cái đối tác mới trong cái quan hệ tình dục đó, thì đương nhiên người ta sẽ cảm thấy hứng thú hơn. Người ta sẽ cảm thấy là mình có sức sống hơn so với vợ mình trước đây. Và có một số người đàn ông họ đã mang cái cảm giác này, họ đã mang cái hứng thú này từ cái người thứ ba bên ngoài về vợ của mình. Và cô ấy cảm nhận được những cái điều khác biệt, những cái điều khác biệt trong quan hệ tình dục. Cái dấu hiệu cuối cùng đó là anh ấy hay giấu cái chuyện chi tiêu. Ngày xưa thì chi tiêu rất là rõ ràng, bây giờ giấu chuyện chi tiêu, chỉ báo về cái chi tiêu tổng thôi. Như là tháng này tôi xài 5 triệu, tháng này tôi xài 10 triệu, tôi xài 20 triệu. Nhưng mà không rõ ràng về chi tiêu cho cái khoản nào. Khi mà có người thứ ba rồi, vậy mình phải chi tiêu cho cái người thứ ba đó nó khá nhiều. Như là mời cô ấy đi uống nước, cô ấy đi ăn, rồi đưa người ta đi du lịch, giống như là cái thời hẹn hò ban đầu. Thậm chí là có người còn phải tặng nhiều hoa, nhiều quà mỗi ngày nữa. Rồi phải tiền, phải đi khách sạn chẳng hạn. Thì những cái khoản mục chi tiêu đó nó không được anh ấy làm rõ ra. Bởi vì nếu như làm rõ ra thì người vợ chắc chắn sẽ biết. Nên là ngày xưa thì rất là rõ ràng trong chi tiêu. Hai vợ chồng rất rành mạch, rất rõ ràng với nhau về cái chuyện chi tiêu. Bây giờ thì sao ạ? Bây giờ thì trở nên bí mật. Không chỉ là có một cái không gian riêng trong nhà, không gian riêng ở trên các cái thiết bị điện thoại, mà bây giờ thì phải cần thêm một cái không gian, một cái bí mật trong cái chuyện chi tiêu nữa. Thì vừa qua mình đã giới thiệu cho các bạn một số cái biểu hiện, một số cái dấu hiệu cho thấy một cái người đàn ông đang ngoại tình. Và một lần nữa mình xin lặp lại, đây không phải là tất cả, đây chỉ là đa số là những cái tình huống điển hình mà bên mình đã gặp phải trong cái quá trình mà mình tư vấn và nghe khách hàng tâm sự, nghe một số khách hàng tâm sự mà là nữ họ tâm sự mà thôi. Còn vẫn có những người họ không có những biểu hiện này nhưng họ vẫn ngoại tình. Hoặc là có những người, người ta có những cái biểu hiện này nhưng mà người ta không ngoại tình. Chẳng hạn như là cái biểu hiện thay đổi cơ thể, chăm sóc sức khỏe,
thì có thể là do ngoại tình, hoặc cũng có thể là do cái nguyên nhân đơn giản là anh ấy muốn chăm sóc lại cho sức khỏe của mình, chăm sóc lại bản thân mình để cảm thấy mình yêu đời hơn, cảm thấy mình đẹp hơn và có sức sống hơn mà thôi. Nên là khi mà soi xét người đàn ông mình có ngoại tình hay không thì các bạn nên thật là kỹ, soi xét thật kỹ, và khi có bằng chứng rõ ràng thì các bạn mới kết luận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.